được trò tốt, học trò sẽ thay mình ra giúp đời. Tôi nghe giờ ông là thầy đồ một vùng, tôi đang có một số chính sách khuyến khích giáo dục xuống các địa phương. Nhân gặp ông ở đây coi như là trời giúp tôi rồi. Đúng là việc giáo dục ở các địa phương cũng vô cùng quan trọng, triều đình phải chú trọng mới được. Đúng vậy, đào tạo nhân tài từ tấm bé, giống như chúng ta gieo trồng một hạt mầm vậy. Chỉ cần cẩn thận chăm bón thì ắt một ngày sẽ thu được quả ngọt. Vì vậy mà muốn có được những nhân tài xuất chúng, phải có những chính sách giáo dục tích cực xuống tận các địa phương, vì nhân tài ở đó mà ra cả. Tôi biết Lê Đại Nhân rất quan tâm đến giáo dục, nhưng không ngờ ông lại có cái nhìn đúng đắn và sâu sắc về việc đào tạo nhân tài như vậy. Được, việc này tôi sẵn sàng giúp sức. Bẩm Thượng Hoàng, tháng trước thần có dâng lên sách Minh Đạo gồm 14 chương do thần tự tay soạn bằng chữ nôm, trong đó đề cập đến nhiều vấn đề như bàn về nho giáo và việc canh tân đất nước. Không biết Thượng Hoàng đã có thời gian xem qua chưa? Chậm đã xem rồi. Khanh luôn là người có cái nhìn và ý tưởng canh tân rất táo bạo, thậm chí dám phá bỏ những khuôn vàng thước ngọc thường có. Chưa biết khi thực hiện sẽ hiệu quả đến đâu, nhưng chậm rất trân trọng một con người dám nghĩ dám làm như Khanh. Đội ơn bệ hạ đã ủng hộ và tin tưởng thần. Sắp tới thần có dự định sẽ dịch nhiều cổ văn từ chữ Hán sang chữ Nôm để khuyến khích việc dùng chữ Nôm hơn nữa. Đây là việc thần đã canh cánh từ lâu và nhất định sẽ làm cho bằng được. Đây là sách mà thần đã dịch ra chữ Nôm cho bệ hạ học, đó là Thiên Vô Giật, là một thiên trong sách Thượng Thư do Chu Công Đán soạn ra. Bệ hạ biết Vô Giật là gì không ạ? Chấm không biết. Vô Giật nói ngắn gọn tức là không lười biếng. Thần làm vua một nước chớ có nghĩ đến việc an nhàn, bệ hạ phải chăm lo chính sự, hiểu nỗi khó nhọc của dân. Đây là sách giải thích kinh thi bằng chữ Nôm có phải không? Đúng thế. Lâu nay ông bỏ nhiều thời gian dịch cổ văn từ chữ Hán ra chữ Nôm để truyền bá ra ngoài. Ta luôn nghĩ người Việt có chữ Nôm thì nên dùng chữ viết riêng của mình để có nền văn hiến độc lập so với phương Bắc. Vậy mà đám người không hiểu chuyện vẫn luôn cho rằng ông không làm được gì, chỉ tiếm quyền vua chúa. Nếu ông không lo cho dân cho nước, sao phải nhọc lòng như vậy? Bà quan tâm gì đến mấy cái lời đó? Sứ mệnh của người đứng đầu đất nước không phải làm lợi cho một bộ phận, mà phải tạo sức đẩy cho cả dân tộc. Tôi vẫn cố gắng làm đây. Ban hành tiền giấy, bệ hạ, việc này không nên. Tiền giấy dù được triều đình in ấn và ban hành, nhưng rốt cục chỉ là một mảnh giấy, phí tổn chỉ đáng 5-3 tiền mà lại đổi được vật đáng giá 7-8 tiền thì thật là vô lý. Tiền giấy rất dễ lưu hành, dễ in ấn, và lại việc bức thiết lúc này là triều đình có thể nhờ việc thu đổi tiền giấy lấy tiền đồng mà thu về trong tay một khối lượng đồng khá lớn. Từ đó có thể sử dụng chúng vào việc chế tạo vũ khí phục vụ quốc phòng. Như vậy là tiết kiệm được kim loại và sử dụng tiền thuận tiện hơn. Tiền giấy có thể làm giả mạo dễ dàng, sẽ loạn mất. Chúng ta có thể cấm tiêu tiền đồng, kẻ nào lén dùng tiền đồng và làm giả tiền giấy có thể xử thật nặng để răn đe. Việc quan trọng bây giờ là chúng ta cần thu thập kim loại phục vụ quốc phòng đã. Các ông thật là, việc in ấn tiền giấy và cấm tiền đồng không phải chuyện đơn giản để một chốc có thể làm được ngay. Đúng vậy, chúng ta phải thúc đẩy kinh tế và tạo lòng tin của dân chúng, nên cần thời gian dài mới làm được. Ta biết đây là một chính sách táo bạo, nhưng nếu không đánh đổi, không dám làm thì không còn biện pháp nào khả thi hơn đâu. Bệ hạ, việc này cứ quyết như vậy đi ạ. Thưa bệ hạ và thượng hoàng, sau một thời gian dài mầy mò nghiên cứu, thần đã đúc kết và tìm ra phương pháp đúc súng mới, tạm gọi là súng thần cơ. Súng thần cơ? Cả nước Nam ta có lẽ không ai hiểu rõ sức nổ của thuốc đạn bằng Nguyên Chừng. Còn đã cải tiến súng và chế thuốc súng như thế nào? Phụ hoàng và bệ hạ nhìn xem, súng thần cơ gồm có thân súng. Nòng súng là một ống đúc bằng sắt hoặc bằng đồng, dùng để chứa những trái đạn. Súng có sức xuyên và công phá tốt, hiệu quả sát thương và uy hiếp tinh thần quân địch rất cao. Đạn được làm từ đá và đất nung, rất cứng. Ở đây có nhiều loại đạn to nhỏ khác nhau,
là dùng cho các loại súng có kích cỡ khác nhau phải không? Dạ phải. Thần đã cho chế tạo súng thành nhiều cỡ. Loại nhỏ gọi là thần cơ, trang bị cho bộ binh. Loại lớn gọi là thần cơ pháo, gồm nhiều cỡ, phải kéo bằng xe hoặc bằng ngựa hay sức nhiều người, đặt cố định bảo vệ thành hoặc dùng xe kéo vận chuyển. Loại lớn lợi cho phòng thủ, loại nhỏ lợi cho chiến đấu, tùy nghi mà sử dụng. Hãy bắn thử cho ta xem. Tốt lắm. Sức công phá thật không tầm thường, hơn hẳn các loại hỏa khí bây giờ. Từ giờ trở đi, hỏa khí phải được đặt ngang với bạch khí. Với thần cơ pháo này, triều đình phải sắp đặt bộ phận pháo binh để chiến đấu. Quân Minh rồi sẽ kinh hồn bạt vía vì sức công phá sấm sét của nó.